Hiện giờ là tới cự ly 1.500m của Nam, các trọng tài đang cho điểm danh và xuất phát bên kia các bạn, nhưng mà vạch đích sẽ về bên đây. Đề nghị các trọng tài vòng ngoặt chúng ta chuẩn bị nha. Trăm mét là chạy tổng cộng gần 4 vòng sân. Thank you.
Hiện tại trọng tài đã cho xuất phát cự ly 1500m, 500m của trung học cơ sở nha các bạn. Và các em nó đang chạy rất là tốc độ, bám đuổi nhau, nhưng mà mình thấy là hiện tại là nó em nào đã khỏe đã vượt lên trên và em nào yếu đã còn rất ở phía sau. Đây là tốc độ. À, mấy em phải chạy như vậy là gần 4 vòng. Sát vô lại nè, chạy sát vô lại nè. Chạy sát vô lại này nè. Còn nói gì? Còn 3 vòng, còn 3 vòng. Viết Vũ ơi. Còn 3 vòng. Vũ ơi, Dung. 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 Sát vô lại đánh đi. Nhiều lắm, còn 2 vòng nữa đạn, giờ chưa có nói gì được hết. Đứa nào còn sức thì mới về được. Không có còn sức là tiêu. Nó còn tới 2 vòng nữa đạn, về trước, đi trước chưa chắc gì về trước đâu. Đây là cuộc đua đường dài, chỉ có những em là có sức bền là mới trụ được thôi nha các bạn. Chạy trước chưa chắc, dẫn đầu chưa chắc là về trước được. Lên trên sân nè, lên trên cỏ, không có đi xuống trên đây nữa nè. Lên trên là cỏ. Lên trên là cỏ. Đây là vòng thứ 2. Hai vòng. Dán lên ơi. Dán lên. Dán lên. Hai vòng. Chạy hai vòng, còn hai vòng nữa. Còn hai vòng nữa nè. Đã hai vòng, còn hai vòng nữa. Đứa nào có sức bền là mới về được rồi. Chạy nhắm mà không có khả năng cạnh tranh thì cho người luôn. Hiện về các em nó đang, các em đang thực hiện vòng thứ 3. Vòng thứ 3 là có một số em đã sắp về tới rồi. Đây phải nói là cái cuộc thi thể lực rất là mệt, rất là khốc liệt. Đề nghị ai bây giờ đang còn đứng trong sân cỏ mời bước ra ngoài hết để người ta chuẩn bị kẻ sân. Đề nghị tất cả các em học sinh đi ra khỏi khu vực sân. Đây, các em đang hoàn thành vòng thứ 3 và em áo vàng là em đang dẫn top về trước. Áo vàng vượt lên áo đỏ rồi đó, thấy chưa? Còn một vòng. Áo vàng đó là của mình thằng Tây hay gì á. Còn vòng cuối. Cố lên. Còn một vòng sân. Còn một vòng sân. Còn một vòng sân. Nhóm này nè, người ta đã bắt kịp mình hết một vòng rồi, vô trong luôn không? Không chờ nữa. Vào trong luôn. Vào trong luôn không? Cái nhóm kia nè, cái nhóm này bỏ đi vào ra, đi ra khỏi sân luôn đi. Áo vàng về tới rồi kìa. Ra ngoài. Ra ngoài luôn. Rồi, chuẩn bị về đích nha các bạn. Vậy đó, bây giờ mở ra ngoài đi ra khỏi.
về đích nè, về đích áo vàng về đích. Quá giỏi rồi, quá giỏi rồi Thanh ơi, chúc mừng nha, chúc mừng anh Thanh. 84 bên đằng tay về nhất. 609 rồi, kia cho vô rồi. 85 rồi, lụm cái vàng rồi, chúc mừng. Chị cho chồng vòng ta đâu cho chạy nữa đâu. Đi qua trước mà. Áo vàng qua trước đây lâu rồi. À biết. Kìa, đứa cái bển đi bộ bển kìa. Đi bộ bển kìa. 18. 587. Rồi. Các em chạy rất là mệt. Rồi, kết thúc. Chúc mừng các em. Rồi kết thúc cái 1500m của Nam.